hàm mong mang chân lên bằng bồn prong điện biên phủ trong bờ trình mừng dễ anh ấy hàm mong công bằng chân là lòng quê anh ấy chuẩn nguy mượn hình mừng trả điện biên qua lại đi là sư chinh anh ấy bởi chữ tự cây lạm và ác hàng bất đủ tòi hàng rụp trem hàm mong chân lại em hàm mong lưu cử hiểm hàm mong chân là sư chinh anh ấy chuẩn nguy cô tập bồn pro mượn hình bê kê lưu mù trom cơ bất đủ tòi chuẩn nguy Top thao thum tlai pa heng bo poteh ke plai plai phang pek pa heng hung toy har noh le dei pa tuay trem bang pram tru che lu non le pra ngae meung thong thi lam nui tuay mor mae sa no ngae pra cho ngui neo re hang le pra ngae pram tru cùng nhau chia sẻ lên những cái trang mạng Facebook rồi lập những trang page để có lẽ bà thao hung thum mang mạng tràn Facebook fan page giang toy thảo dập nét bài nà sư trong phần này lại dập nuôi lệ một tam tại tiếp mừng qua bần lên hàng tuy nghệ từng bỡ nghệ rìm rời tuy màu trầm bong dạy nè thái trắng tuy nghệ từng bỡ nghệ cho ngôi cán bộ nuôi nạp lại nà sư mượn lù lê chắc mọi kẻ nghệ bệnh này chỉnh lệ bèo bẻ mẹ dọc nặng mở bằng chân vật rộng nghệ trình hạng bao bởi mở bằng chân xịt đá tôi mong tôn nghị quyết bà cậu bà chinh trần bà nghe nên nèo cho đọc lèng lông bà tốt mẹ tài bà hẹp nạp lời bà cậu chọa lèng cổ rút chọa ngùi mang lèm hạt nghèo chà ra cơ xem lèng tài khoai tìm kè nèm kèm mò bẹ lễ bà chinh phồn bàn nghệ bà chọa ngùi công tác tuyên truyền thì chúng ta phải bàn bạc thống nhất từ cái tôi là dùng phần lo lễ mong bà chọa lèng bình ta bà rửa bà chọa làm tổ cứt mừng chi bộ trọc cơ cầu bà về lèng hàng lễ biết bắt đầu nghệ bước mang tôm cotopol dập núi liên cả hầm bắt đầu bàn chuyện các nghệ tôi từ tháng 10 năm 2022 mừng plan blog thuần thuộc bậc tuổi group mẹ cọ sang bởi này sự plong lễ nghệ bắt cho người cotopol hàng đẹp và tươi mừng bạn blog toi mang xa rồi trong lần này là sự cho cả tuần bộ mẹ tốt cho toi mang lần e chặt nghèo dân bản rất là phấn khởi nạp lại và lại là bình mười học ác bé gang cả một lại tiếp lạ lo mạc lo do năm tuổi này bình mười bà tổ mẹ bị bẹp ở bữa tết có tay kia tay mẹ chen kêu hiểm cho nẹp po nên nhiều tội cho ai từng tay tụi em plung thuận này trên nằm po bao trà nưa và bốt về từng anh ấy đi bữa tươi cậu bị chinh lộ tu xoang hàng này nằm hiểm rồi bốt toai trong bà nà sợ hàng lễ này lễ sa mạng này play là sợ chính lễ tức là bậc cả bậc là bèo cột bé chỉ là này chọn nguy khu tập bột bột đạp bên trên nậm pồ vừa là điểm du lịch cộng đồng nổi bật của huyện nậm pồ